Nghe chưa ông Bảo trước đi nha. Nghe chưa ông Bảo. Cái gì pha mình quỳnh Lady Gaga vậy? Ủa sáng tác. Hai bài mash up. Hai bài mash up với nhau. Chưa đọc ở trên đã đọc ở dưới trước đây. Mày vô trước kìa. Ủa mash up. Bài Việt với bài Anh gì luôn hả? Ừ em thích. Sao? Đông Tây tụ hội. Hay ha. Mày vô kêu quá. Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ quần quanh bao năm không buông mặt hồ, thuyền anh đi xa bờ thì em biết bài này hay ghê. Duyên mình dịu theo em nha, bài hay nhất quanh mùa và anh hay luôn có chơi với bên cây luôn, hay luôn nước ngoài, còn em nó phải nhiệt tình nước ngoài hay hơn, nó phải nhiệt tình. Tự do như mây vàng mình phiêu du nông nàn, dẫu trần gian bao la đến
lạc bước giữa những đam mê tâm tối, liều máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi. Người nằm xa đâu rồi lạnh băng tiếng khóc cười. Anh ở nơi bất giới vô tận. The hair is on the sky, burning in your eyes. You look at me and baby wanna catch on fire. Mặt đất níu giữa đôi chân chúng ta. Thì bay phải phiêu phiêu ra cho nó bay đi. Ở đâu anh vẫn là người yêu nhất trong hoàng. Dù trần gian cho anh đắng cay đầy. Ok, đổi câu đấy nhé. Thế đổi câu đấy nha, ban nhạc nha. Câu đấy cuối bài sao? Ok. Đúng.